mẫu xe điện Leaf của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan đã trải qua một năm 2013 thật tuyệt vời ở thị trường châu Âu. Khi mẫu xe này bán được tổng cộng 11.120 chiếc, tăng 5.600 chiếc, tương đương với 204% so với năm 2012. Nissan khẳng định Leaf là mẫu xe đang dẫn đầu thị trường xe điện ở châu Âu khi lượng xe bán ra cao hơn 25% so với mẫu xe chạy điện xếp sau nó. Nhờ có mẫu xe Leaf, Nissan có thị phần xe điện ở châu Âu lên tới 33%, song tại một số nước, thị phần này còn lớn hơn. Tại Na Uy, xe Leaf là mẫu xe du lịch bán chạy thứ 3 trong năm 2013 và xu hướng này xem ra vẫn còn tiếp tục trong năm nay. Tính đến hết tháng 1 năm 2014, Leaf đã trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu ở Na Uy khi bán được 650 chiếc. Năm 2013, Leaf cũng là mẫu xe điện bán chạy hàng đầu ở những nước như Tây Ban Nha, Italia, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Bỉ và Vương quốc Anh. Giám đốc phụ trách xe điện của Nissan ở châu Âu, Jean-Pierre Dionas cho hay, tháng 1 là sự khởi đầu tuyệt vời cho năm 2014. Một năm khi chúng tôi sắp tung ra mẫu xe điện thứ hai ở châu Âu, mẫu Nissan ENV200. Nissan đã bán hơn 100.000 xe điện Leaf trên toàn cầu kể từ khi giới thiệu mẫu xe này hồi tháng 12 năm 2010. Thương hiệu xe hơi hạng sang Audi của hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen đã bắt đầu bán chiếc mẫu Audi A3 Sportback G-tron ở thị trường Đức và mẫu xe có thể sử dụng 3 loại nhiên liệu này có giá bán khởi điểm từ 25.900 euro, tương đương khoảng 35.418 đô la Mỹ. Sử dụng động cơ 1.4 TFSI có công suất 109 mã lực, mẫu A3 G-tron nói trên có thể chạy bằng khí đốt, IGA, loại nhiên liệu do Audi sản xuất, hoặc xăng. Khi sử dụng nhiên liệu IGA, Audi tuyên bố mẫu G-tron này có lượng khí thải CO2 bằng 0. Đó là vì loại nhiên liệu này là khí metan tổng hợp được sản xuất tại cơ sở IGA của Audi. Đặt tại Werther ở Lower Saxony của Đức, nhà máy đầu tiên trên thế giới biến nguồn nhiên liệu bền vững như điện mặt trời, điện gió thành khí. Theo Audi, mẫu A3 G-tron sử dụng IGA của Audi hiện là mẫu xe thân thiện với môi trường nhất, trong khi lại đi được quãng đường dài. Mẫu xe trên có lượng tiêu thụ nhiên liệu là 3,2-3,3 kg khí trên 100 km. Và với giá thành như hiện nay thì nó tương đương với khoảng 4,8 đô la Mỹ trên 100 km. Người mua xe A3 G-tron này có thể nạp nhiên liệu IGA thông qua việc sử dụng một thẻ nhiên liệu. Khách hàng có thể mua thẻ nhiên liệu IGA của Audi với giá ban đầu là 14,95 euro một tháng. Và mức tiền này sẽ bị trừ khi mỗi lần khách hàng nạp nhiên liệu. Nhiên liệu IGA của Audi hiện đã có mặt tại 650 cây xăng ở Đức. Hãng chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ General Motors GM ngày 25 tháng 2 đã thông báo nâng tổng số xe thu hồi đợt này của hãng tại thị trường Bắc Mỹ lên 1,6 triệu chiếc do các trường hợp tử vong liên quan đến lỗi kỹ thuật đã lên đến 13 người. Thông báo đầu tiên được GM đưa ra khoảng 2 tuần trước, yêu cầu thu hồi 780.000 chiếc xe do lỗi kỹ thuật liên quan đến 22 vụ va chạm khiến 6 người thiệt mạng. Theo đó, ổ khóa đánh lửa khởi động xe yếu
và dễ bị chuyển sang chế độ tắt máy khi đang chạy nếu người sử dụng cắm cả chung chìa khóa nặng hay xe đi vào chỗ sóc, khiến hệ thống phanh trợ lực, vô lăng và cả túi không khí ở ghế trước đều cùng hoạt động. Tuy nhiên, điều tra sâu hơn cho thấy số vụ tai nạn liên quan đến lỗi kỹ thuật này là 31 vụ, trong đó 13 nạn nhân tử vong do túi ghế trước không bung ra. Trong thông báo mới của GM, giám đốc khu vực Bắc Mỹ Alan Bartey đã bày tỏ sự hối tiếc về những vụ việc trên, đồng thời cam kết GM sẽ giải quyết các vấn đề nhanh nhất có thể, với phương châm khẳng định sự an toàn của khách hàng là tiêu chí hàng đầu của hãng. GM cho biết sẽ cảnh báo những khách hàng mua phải những chiếc xe bị lỗi này về nguy cơ trên, cũng như được thu hồi sửa chữa miễn phí ở các cửa hàng phân phối của hãng. Các dòng xe thuộc diện thu hồi lần này của GM bao gồm các xe Chevrolet đời 2005-2007, Cobalt, Pontiac G5, Pontiac Versuit, Centennial đời 2003-2007, Chevrolet HHR đời 2006-2007, Pontiac Sunstreak đời 2006-2007 và Saturn Sky. Khoảng 1,4 triệu chiếc xe thu hồi đợt này đang lưu hành ở Mỹ, gần 236.000 chiếc ở Canada và 9.000 chiếc ở Mexico. Các đại lý của GM sẽ tiến hành thay thế phần chi tiết bị lỗi này. Hãng xe Hyundai gần đây đã công bố kế hoạch cho thuê sản phẩm mới chạy bằng chất thải lấy từ các đường cống ngầm. Mùa thu 2013, Elon Musk, CEO của hãng Tesla, đã gọi công nghệ pin nhiên liệu sử dụng năng lượng hydro cho các phương tiện giao thông là một thứ nhảm nhí. Loại khí nguy hiểm đó phù hợp cho tên lửa hơn là xe ô tô. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần nữa, hãng Hyundai sẽ cho ra mắt mẫu xe Tucson mới với pin nhiên liệu kết hợp chạy bằng khí hydro từ chất thải. Quá trình phức tạp để biến đổi các chất thải trong toilet và bể phốt ở Nam California thành nhiên liệu hydro là công trình của các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Pin Nhiên liệu Quốc gia thuộc Đại học California. Về cơ bản, các chất thải rắn được tách nước và trở thành thức ăn cho các loại vi khuẩn, giúp phân hủy chúng thành khí metan và CO2. Khí metan được lọc và bơm vào một thiết bị đặc biệt và sau đó chúng ta có khí ga hydro. Loại khí ga này sẽ được đưa thẳng tới một điểm bơm nhiên liệu công cộng để tiếp nhiên liệu cho phương tiện. Hãng Hyundai cho biết phí thuê xe Tucson vào khoảng dưới 3.000 đô la Mỹ một năm hoặc 500 đô la Mỹ một tháng, bao gồm phí bảo trì và tiếp nhiên liệu hydro không giới hạn tại nhiều điểm bơm nhiên liệu ở California. Với khoảng 3 phút để làm đầy bình chứa nhiên liệu, chiếc xe có thể đi được khoảng 300 dặm, tương đương với khoảng 482 km. Hyundai cũng tập trung giới thiệu những đặc điểm ưu việt của dòng xe Tucson, đáng chú ý gồm khả năng đi được quãng đường xa hơn và thời gian tái nạp nhiên liệu nhanh hơn so với những dòng xe sử dụng pin điện. Có tới 90.000 người đã bày tỏ ý muốn thuê thử một chiếc xe kiểu này do nó không tạo ra khí thải, di chuyển tốt trên quãng đường dài, tiếp nhiên liệu nhanh và nhất là sử dụng nhiên liệu từ nước thải trong toilet. Theo báo cáo gửi lên Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ, hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản sẽ tiến hành báo lỗi 16.838 chiếc xe tải Frontier Pickup ở thị trường Bắc Mỹ để xử lý một vấn đề về điện có thể gây cháy xe. Báo cáo trên cho biết, một công tác trang bị cho mẫu xe tải cỡ trung đời 2012-2014 này có thể đã được lắp đặt không đúng quy cách tại nhà máy lắp ráp của hãng ở Canton, bang Mississippi, và lỗi này có thể gây ra hiện tượng đoản mạch và cháy.
Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ, các chức năng của ghế điều khiển điện và cửa sổ trời có thể cũng không hoạt động được. Người phát ngôn của Nissan cho biết, hiện chưa có báo cáo về các vụ tai nạn hay chấn thương liên quan tới lỗi trên, song có một trường hợp xe bốc khói ở Mexico hồi tháng 12 năm 2013. Trong tổng số xe thuộc diện bị báo lỗi, có 13.535 chiếc ở thị trường Mỹ, 1.930 chiếc ở Mexico và 1.373 chiếc ở Canada. Các đại lý của Nissan sẽ kiểm tra giấy công tắc và thay thế miễn phí nếu cần. Phương tiện cá nhân luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong hệ thống giao thông Việt Nam. Điều này cũng được coi là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ùn tắc và quá tải của giao thông nước ta trong nhiều năm qua. Hiện tại, xe mô tô, xe máy và ô tô là những phương tiện giao thông chủ yếu ở Việt Nam, cả về số lượng cũng như khối lượng vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc, đặc biệt tại các khu đô thị và các khu vực kinh tế phát triển. Trong đó, mô tô và xe máy chiếm vị trí quan trọng nhất. Từ năm 1990 đến năm 2009, số lượng mô tô xe máy đã tăng lên tới 10,82 lần, trong khi ô tô là 6,24 lần. Trong quy hoạch tổng thể về phát triển công nghiệp xe gắn máy, nếu so sánh giữa ba loại hình giao thông chủ yếu trong khu vực đô thị tại Việt Nam hiện nay là xe máy, ô tô cá nhân và hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn, thì xe máy chỉ được đánh giá cao ở mức độ linh hoạt cá nhân. Còn các tiêu chí về an toàn giao thông và thân thiện với môi trường đều ở mức thấp. Tranh luận về hạn chế xe cơ giới cá nhân, thì mục tiêu hạn chế cũng chỉ vì tình hình ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thôi. Thì quan điểm riêng của tôi thì thứ nhất là trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định phải hạn chế hay không hạn chế thì chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để xem xét xem là hạn chế đối tượng nào, khu vực nào, thời điểm nào và cái công cụ dùng cái công cụ hạn chế nào cho nó phù hợp với lại điều kiện của Việt Nam, cái lộ trình thực hiện việc hạn chế đó như thế nào. Cái thứ hai nữa là rất là quan trọng nữa là phải cần cân nhắc kỹ giữa lợi ích và cái thiệt hại của cái việc hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nó gây ra. Tức là xét về mức độ hẹp mà nói thì việc hạn chế cái lượng xe cơ giới cá nhân lưu thông trên đường giao thông thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả về tức là thông thoáng lòng đường rất nhiều, bởi vì theo như hiện nay thì xe máy chiếm đến khoảng 70% cái lượng lưu thông ở trên đường, xe ô tô cũng chiếm đến hơn 20% ô tô con. Vậy thì nếu như hạn chế sử dụng trên đường như thế, mặc nhiên là cái đường rất là thông thoáng và cái không gian đường sẽ không ách tắc nữa, sẽ có chỗ cho xe buýt hoạt động. Việc hạn chế sự khách cá nhân ấy, nó cũng gây ra những cái vấn đề liên quan đến ví dụ như là đến đời sống của người dân, người ta đang sử dụng phương tiện. Vậy thì phương tiện nào thay thế nó và phải đầu tư như thế nào để mà có thể được giải quyết được vấn đề giao thông đi lại trong đô thị cho người dân. Cái thứ hai nữa là việc hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân có thể dẫn đến lợi ích như là kiểu giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường, giảm số lượng vụ tai nạn giao thông. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến việc là người ta sẽ ít sử dụng, không sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nữa, không mua xe máy hoặc xe ô tô nữa. Vậy thì cái ngành công nghiệp ô tô hay là ngành công nghiệp xe máy của người ta sẽ bán xe cho ai, sẽ phát triển như thế nào? Và nó có sẽ giảm doanh thu hay là có liên quan đến những ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan đến cái ngành kinh tế khác, có liên quan đến khối lao động trong cái công nghiệp hay không? Nó như là một cái mắt xích dây chuyền từ cái việc này nó dẫn đến những việc khác. Vậy thì phải xem xét vấn đề một cách tổng thể, xem xét lợi ích và thiệt hại trước khi đưa ra quyết định. Kết quả nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA về quy hoạch của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy mô tô, xe máy là những loại phương tiện giao thông chính của người dân. Năm 2005, mô tô xe máy đáp ứng 62,7% nhu cầu đi lại tại Hà Nội và 77,9% tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, đóng góp của xe khách và taxi chỉ là 3,5% tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh là 5,9%. Của xe buýt là 8,4% tại Hà Nội và 5,9% tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong tình trạng tai nạn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường thì nhiều ý kiến cho rằng
mô tô xe máy chính là thủ phạm. Và một trong những giải pháp cần thực hiện là hạn chế loại phương tiện này lưu thông trên đường. Vấn đề chính là có một số ý kiến cho rằng phải hạn chế xe máy bởi vì nó là nguyên nhân gây tai nạn giao thông chính và là cái phương tiện lưu thông chính trên đường. Hạn chế nó đúng là nếu nhìn một cách gọi là nhìn ngay lập tức thì nhìn sẽ thấy, nhìn trên đường thôi thì tôi bỏ hết toàn bộ xe máy ra khỏi đường, thế là đường cực kỳ thông thoáng ngay, giống như một dòng chảy. Tôi loại bỏ phần lớn cái dòng chảy dòng xe máy ra khỏi đường, thế là đường rất thông. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là vậy thì cái số lượng 90% đầu xe đấy hay là 70% số lượng các gia đình và những người người ta dùng xe máy để cho cái công việc đi lại hàng ngày, giải quyết công ăn việc cái công việc đi lại hàng ngày của họ, họ sẽ sử dụng phương tiện gì để thay thế nó? Chứ không, khi chúng ta nói đến việc hạn chế, thì chúng ta phải, trước khi nghĩ đến hạn chế thì chúng ta phải tìm ra cái phương thức để thay thế, đúng không ạ? Tại nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt ở châu Á, thì việc hạn chế phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy, để cải thiện giao thông đã được nhiều nước triển khai. Kết quả thu được từ chính sách này cũng rất khả quan. Cấm xe máy tại một quốc gia đông dân nhất thế giới như Trung Quốc hoàn toàn là một điều không dễ dàng. Việc triển khai lệnh cấm tại mỗi địa phương đều gặp những khó khăn nhất định và đòi hỏi những cách thức giải quyết riêng. Cuối năm 2009, tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc, bắt đầu ra lệnh cấm xe máy. Trên thực tế, tại thành phố này, ngay từ năm 1997, lệnh hạn chế xe máy đã được thi hành. Tổng lượng xe máy đã giảm từ 60.000 chiếc xuống còn 5.492 chiếc. Nguyên nhân chủ yếu đưa đến quyết định cấm loại phương tiện này là do tỷ lệ tai nạn khá cao. Tính từ tháng 8 năm 2007 đến cuối năm 2009, số vụ tai nạn giao thông do xe máy gây ra là 252 vụ, chiếm 15% tổng số vụ tai nạn giao thông. Làm chết 123 người, chiếm 16%. Trong bối cảnh đó, để duy trì trật tự giao thông thành phố, chỉnh đốn hoạt động vận tải, duy trì an toàn công cộng, chính quyền Cáp Nhĩ Tân quyết định ra lệnh cấm xe máy cho dù vấp phải sự phản đối dữ dội của người dân. Tuy nhiên, chính quyền thành phố không thực hiện lệnh cấm xe máy một cách cứng nhắc. Xem xét đến nhu cầu đi lại của người già và người tàn tật, thành phố cấp thẻ xanh cho một số loại xe máy nhỏ, xe của người tàn tật, đồng thời không hạn chế hoạt động những xe máy thực hiện công vụ của một số cơ quan đoàn thể như bệnh viện, cảnh sát. Tại Quảng Châu, để chuẩn bị cho việc cấm xe máy và hạn chế sự phản ứng của người dân, chính quyền thành phố đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Cụ thể, 10 năm trước khi cấm hoàn toàn xe máy, Quảng Châu đã cho xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, mua thêm xe buýt. Thành phố bắt đầu cấm xe máy từ năm 2005. Họ mua lại xe máy của người dân và thanh lý. Do mới xây dựng nên hệ thống tàu điện ngầm ở Quảng Châu rất hiện đại, tiện lợi, nhanh chóng mà lại rẻ tiền. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại khi họ bắt buộc phải từ bỏ xe máy, phương tiện di chuyển truyền thống. Myanmar cũng là một trong những nước ban hành lệnh cấm xe máy khá sớm. Từ năm 2003, Yangon, khi đó còn là thủ đô của Myanmar, đã cấm hoàn toàn xe máy. Do có quá nhiều tai nạn giao thông liên quan đến loại xe này. Mặc dù hiện nay không còn là thủ đô của Myanmar, nhưng Yangon vẫn duy trì lệnh cấm xe máy. Đại diện hãng ô tô Ford, Terry Martin khi đến Yangon tìm cơ hội phát triển đã đánh giá rằng thành phố tuy không có hệ thống giao thông hiện đại như ở một số đô thị lớn nhưng lại có sự quy củ trong giao thông. Lệnh cấm ngay lập tức biến thành phố Yangon, một thành phố rộng 598.075 km² với gần 6 triệu dân, có những chuyển biến tích cực. Dù rằng hệ thống giao thông công cộng ở nơi đây mới chỉ đáp ứng được nhu cầu cơ bản, chứ vẫn chưa thể đáp ứng được phần nhiều kỳ vọng. Gần như tất cả xe máy ở Yangon bị loại bỏ. Tuy không mấy tiện lợi và thoải mái, nhưng thực tế, bộ mặt Yangon đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày lệnh cấm được ban hành. Những chiếc xe máy nhếch nhác cũ kỹ không còn tồn tại, không khí trong lành, giao thông an toàn hơn nhiều và tình trạng kẹt xe tại đây đã được giảm thiểu một cách tối đa.
việc tham khảo kinh nghiệm nước ngoài rất quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy ở Thái Lan thì chính quyền thành phố vẫn tích cực phát triển, rất là tích cực phát triển cái hệ kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng đường cao tốc, xây dựng đường trên cao, xây dựng cầu vượt và xây dựng tất cả những cái cơ sở tầng bãi đỗ, bến đỗ như có thu phí. Bên cạnh đó thì chính phủ vẫn cho không hạn chế về việc sử dụng ô tô con chẳng hạn. Nhưng ở Thái Lan thì phần lớn xe ô tô lưu thông, ô tô cá nhân lưu thông để sử dụng nhiên liệu sạch, ví dụ như sử dụng khí ga hóa lỏng. Thì cái việc mà người dân ấy, người ta sẽ phải cân nhắc về mục đích chuyến đi, người ta cần chuyến đi rất là quan trọng. Cái mục đích là người ta cần có cuộc gặp rất quan trọng, cần phải đúng thời gian. Trong khi đường giao thông bình thường tắc thì người ta sẽ bỏ tiền ra để người ta đi sử dụng những đường trên cao chẳng hạn. Như vậy thì chính phủ vừa thu được phí để phát triển hạ tầng, vừa tạo điều kiện để tiêu thụ và vừa đầu ra cho cái ngành công nghiệp ô tô và xe máy phát triển. Phân tích về bối cảnh hạ tầng và tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay, dự thảo về chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 chỉ rõ nhu cầu phát triển hệ thống giao thông công cộng như hệ thống đường sắt, tàu điện ngầm, tàu trên cao và hệ thống xe buýt tốc hành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thực sự cấp thiết. Về lâu dài, giao thông công cộng cần phải trở thành phương tiện chủ yếu trong đô thị và ngoại ô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như ở các thành phố lớn tại các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, để hoàn thành được các dự án cơ sở hạ tầng như vậy, phải cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Rõ ràng, ngay cả trong trung hạn thì Việt Nam cũng chỉ có thể xây dựng một phần, chứ chưa thể hoàn chỉnh hệ thống vận chuyển giao thông công cộng như vậy trong các đô thị lớn của mình. Theo quy hoạch tổng thể về hạ tầng giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2020 sẽ ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, tàu điện ngầm và xe buýt. Thì xe công cộng đô thị hiện nay thì mới có ở đô thị đặc biệt, đô thị cấp 1, đô thị một số đô thị cấp 2. Thế thì ví dụ ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì mới chỉ có xe buýt mà thôi. Tại Hà Nội xe buýt chiếm được đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu đi lại. Nhưng mà nếu mà xét về cái số lượng, tức là nó xét về hiệu quả thì xe buýt chiếm được khoảng từ 5-10% cái diện tích sử dụng đường giao thông. Thế nhưng mà nó chuyên chở được từ 15-30% cái hành khách lưu lượng trên một số tuyến trục. Như vậy thì nếu mà xét về chiếm dụng lòng đường thì xe buýt mang lại hiệu quả, nó có hiệu quả cao nhiều so với phương tiện vận tải cá nhân. Dự báo đến năm 2020, việc sử dụng mô tô xe máy vẫn chiếm tỷ lệ 30% ở Hà Nội và 35% tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, mô tô và xe máy vẫn là phương tiện giao thông chính tại hai thành phố lớn này. Chiến lược nghiên cứu giao thông của Bộ Giao thông Vận tải còn cho thấy, ở nước ta, việc sử dụng mô tô xe máy tại Việt Nam cũng rất khác biệt so với các nước trong khu vực. Khi được sử dụng làm phương tiện phổ thông đối với mọi đối tượng, ngành nghề và độ tuổi. Sự khác biệt và chênh lệch về tốc độ phát triển kinh tế xã hội cũng như trình độ của các vùng miền giữa thành thị và nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh là tương đối lớn. Hiện tại, mô tô xe máy chủ yếu ở các khu đô thị bởi sự cơ động vốn có, chiếm ít diện tích và phù hợp với hạ tầng. Tuy nhiên, khi các đô thị đang đi theo xuống phát triển giao thông công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân thì xu hướng đẩy mạnh xe gắn máy về các vùng nông thôn sẽ tăng cao. Việc hạn chế phương tiện cá nhân, trong đó có xe máy, cần xét tới nhiều yếu tố. Đơn cử như tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các đường phố giao thông thì còn có rất nhiều ngõ ngách và hẻm. Những con đường này có thể kéo dài đến vài cây số trong khu dân cư và chỉ có những phương tiện như xe máy, xe đạp mới có thể lưu thông được. Vấn đề khác mà chúng ta cũng cần tính tới khi hạn chế phương tiện như xe máy, đó là một bộ phận người dân sẽ chuyển qua sử dụng xe hơi. Và một vấn đề khác nảy sinh là liệu chúng ta sẽ quy hoạch ra sao để người dân có thể gửi xe ở mỗi tuyến phố. Xe máy chiếm cái vai trò gọi là chủ lực, chủ đạo trong cái hoạt động lưu thông phục vụ cho kinh tế xã hội đô thị. Phục vụ đi lại, phục vụ chuyên chở hàng hóa,
giao nhận nhỏ lẻ, rồi thì đa số là sử dụng xe máy đấy chứ, chứ không phải những cái, không phải nhiều những cái giao nhận nội bộ đô thị là người ta sử dụng ô tô con đâu ạ. Bởi vì cái đặc thù của các khu dân cư của nước ta là gì, là đường đường tiếp cận các khu dân cư mà tự phát triển từ xưa đến nay là rất là hẹp, vào chỉ đủ là ngõ rồi ngõ ngách rồi chỉ đủ cái xe máy đi thôi. Cho nên là nếu mà người ta giao nhận được cho từng gia đình một mà dùng xe ô tô thì cũng không vào được. Thứ hai là chi phí nó sẽ đắt đỏ, nên là người ta vẫn dùng xe máy rất hợp. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng là hiện nay xe máy vẫn là cái phương thức vận tải chủ đạo trong trong cái đời sống kinh tế xã hội của đô thị. Cho nên cái việc mà hạn chế sử dụng xe máy cần rất là cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Và cái việc mà hạn chế phương tiện vận tải cá nhân ấy, nó sẽ chắc chắn nó sẽ phải song song với lại cái tốc độ phát triển cái hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn tại đô thị tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, trong đó có xe máy, sẽ đem đến một bộ mặt giao thông đô thị mới, sẽ bớt nhếch nhác và giảm ùn tắc. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì phải có một lộ trình rõ ràng và phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là phát triển của đất nước.